Em chào các anh. Trên tay em là bộ quà đặc biệt dành cho R18 bản First Edition. Ai mua R18 và bản First Edition thì sẽ được tặng một bộ quà này. Đây là một bộ quà được nhập trực tiếp từ Đức. Và bây giờ em sẽ mở nó ra. Ok. Đây là thư của BMW gửi đến các anh. Đó. Đây là một photo dạng như kiểu là chứng nhận là các anh sở hữu R18 thoát đi sự. Quá. Đây là một cuốn sách tiếng Anh và tiếng Đức, hy vọng là tiếng Anh. Nó nói về lịch sử hình thành phát triển rồi những cái phong cách thiết kế. Đây là con R5 in tại Ý, quá đẹp. Ở đây là bộ quà thì có một chiếc mũ R18. Đây nó có một đôi găng tay để làm gì thì em nói. Đây nó có một cái thắt lưng này. Đây là thắt lưng First Edition và 18 Edition. Đây là ba cái logo rất đẹp. Các anh nhìn mũ của em có giống không? Logo này để làm gì? Để là thay lắp bình xăng và cái chỗ bưởng máy của R18. Đây là một cái tool để siết ốc. Đây là ốc. Đặc biệt là khách hàng mua R18 chỉ bản First Edition mới được tặng cái bộ quà này. Bởi vì cái tính độc bản của R18 bản First Edition khá là cao. First Edition bởi vì là gì? Bởi vì là tên nó là First Edition. Khi mà mình mua bản R18, những người đầu tiên ấy, thì sẽ được tặng. Còn hãng sẽ ngừng sản xuất bản First Edition vào tháng 6 năm 2021. Ai muốn sở hữu bộ quà này và đặc biệt là R18 First Edition thì nhanh tay, bởi vì là nó không còn nhiều đâu. Xin cảm ơn.